Punching Kong sức mạnh để đấm tan những ngọn núi, để giải tất cả những bí mật liên quan tới ngài Daybreak cùng với một cậu bé. Cậu ấy là một người đã bị mang tiếng xấu do tất cả mọi người đều nghĩ thảm họa Daybreak là do cha cậu gây ra. Trong số đó chỉ có Phu Hoa là người duy nhất tin cậu vì anh biết thật sự thảm họa đó là do đám AI nổi loạn chứ không phải do con người gây ra. Liều mình tới thành phố bỏ hoang để tìm ra chân tướng. Nhận được sự hỗ trợ của Aruto với thân phận Zero One cũng như là Yua, cô đã không ngăn cản và trao tranh sức mạnh để làm được điều đó. Power, sức mạnh của khí đột Punching Kong là hình dạng giúp Vulcan tăng mạnh lực đấm, nhưng tất cả những chỉ số khác bao gồm cả tốc độ của anh bị giảm mạnh. Nửa phần thân trên của anh sẽ được điểm tô bằng Punching Kong, còn lại phần bên dưới sẽ trống trải và không có bất kỳ bộ phận nào liên quan tới sức mạnh của chiếc Raikki. Tạo hình của Punching Kong thể hiện sức mạnh của anh giống như cách mà anh đã bẻ khóa chiếc Raikki, được bao phủ với lớp giáp đen cũng như những chi tiết đỏ. Gương mặt của anh cũng thay đổi, nhìn giống với lò khí đột hơn. Và đặc trưng nhất của Punching Kong có lẽ phải đến từ đôi bàn tay. Đối mặt trước kẻ thù đầu tiên chỉ là những tên Magia nổi loạn cơ bản, nhưng từng động tác đánh cũng như những âm thanh vang ra từ những cú đánh đó cho chúng ta thấy sức mạnh khủng khiếp từ Punching Kong. Đội tài của anh ngoài sức mạnh cơ bản khủng khiếp còn được thiết kế là một phần giáp tai ở bên ngoài, chứ không phải đôi tai của anh được chuyển hóa to lớn như vậy. Thiết kế như thế giúp anh tận dụng được khẩu súng short drive, và cũng nhờ đôi tai này anh đã tận dụng được khẩu shotgun do Yua chế tạo. Vì cơ bản sức mạnh của Punching Kong là vô cùng lớn nên anh đã không bị đẩy lùi bởi sức mạnh khủng khiếp từ khẩu shotgun. Kết hợp cả hai, anh đã tạo nên một combo tấn công tầm trung cực kỳ khủng khiếp. Ngoài ra đôi tai của Punching Kong còn được trang bị hai bộ phận tên lửa. Anh có khả năng bắn chúng ra như một chiếc tên lửa và thu hồi chúng về. Phạm vi tấn công của anh được tăng lên đáng kể. Đoàn tất sát của hình dạng khí đột dàn trải rất nhiều chiêu thức. Đầu tiên là Punching Blast, dùng hai bàn tay của mình cầm chặt Soft Drive tụ năng lượng, nhưng lại không phải tụ năng lượng vào khẩu súng mà là vào hai chiếc găng tay. Hai chiếc găng tay với lực đẩy từ tên lửa bay vào tấn công kẻ thù, hất chúng lên không trung cũng như đâm xuyên tất cả những vật thể, đó đấm thủng kẻ thù. Đôi bàn tay của anh chỉ là đôi bàn tay cơ bản chứ không phải là dạng phát nổ một quả tên lửa, nên nó đã dễ dàng bị Kaoru Horobi vô hiệu hóa khi không thể nào đấm xuyên lớp giáp của Horobi. Đòn tấn công thứ hai là Punching Blast Fever. Đòn này có hai trạng thái. Trong trận chiến với Jin, anh đã tụ lực và nắm đấm, dậm xuống đất, biến đổi địa hình xung quanh, làm chao đảo cái hù. Trong lúc này, anh sẽ lao tới và ra đòn cực mạnh để nhằm kết liễu chúng. Dạng thứ hai, anh sẽ tạo ra hai bàn tay Punching Kong khổng lồ bằng năng lượng, sau đó kẹp nát cái hù. Đòn này thường sử dụng khi anh chống lại một lượng lớn quân thù.